trận nhanh chết đẹp. Lần này chưa được phút. Check luôn nhà máy này. Nhà máy tính tích xong không? Đây có chung rồi, một thằng không có đồ này. Bắn đi, bắn đi, bắn luôn, bắn đi. Nốc kìa. Một thằng hai thằng chạy đây. Không có đồ. Rửa đi. Vào cây xăng một rồi. Hai. Thôi bỏ đi anh em. Kìa kìa nó chạy kìa. Thôi để tôi bắn thằng này. Bắn đi bắn luôn. Xử hết. Ê. Nhà máy quá nhá. Nhà máy quá, nhà máy quá. Gần em này. Vô coi em chạy coi. Hẳn lốc kìa. Thằng chạy trong nhà nè. Nhà không thấy. Đây nhà này. Em lui nhá, em lui nhá. Nhà máy này có. Em mới nhìn thấy một thôi. Hết rồi. Có đoạn 2 vứt cho em anh nhé. Đoạn 2 gì? Là cá. Quay tôi quay lại đây được. Ừ. Nó đang đâu chú? Vẫn ở cái bờ tường của nhà máy. Nó lên đỉnh đồi của tôi này. Đây này. Một thằng bên trái đường rồi. Một thằng bên này rồi. Nó mở rồi. Một trái một đỉnh đồi. Thằng trái thấy này. Trái lốc. Kini à? Đẩy kìa, nó đẩy sang phía đường kìa. Sang chưa? À không, vẫn đỉnh đồi kìa anh ơi. Đỉnh đồi vẫn một. Đỉnh đồi táp ấy. Xe kìa. Vẫn đỉnh đồi nhá. Ê, trái quá hít. Bên trái tôi không nhìn thấy đâu. Hai crew. Đấy anh em à, đáp hồi sinh à? Kìa. Tôi đoán đi. Chưa biết em tìm nó còn đấy, mấy kia. Nhìn được còn mấy không? Một viên giáp trắng. Khả năng còn 3. Thì thằng kia thằng trắng thằng này là giáp hồi sinh ấy. Chính xác thì là nó vừa hồi sinh rồi. Lốc này anh ơi. Lốc đâu đấy? Lốc crew ở đây. Thằng đấy anh bắn một viên này mà. Thế còn là nó vừa táp anh. Còn cái thằng giết hi đâu nhỉ? Ờ, xác thôi, từ giết hi là crew à? Crew. Ờ thế tôi lốc rồi. À nó hồi sinh rồi sao nhỉ? Không, nó giáp trắng. Nó giáp trắng, em bắn nó vừa giáp trắng ấy. Giáp 4, không phải giáp trắng. Đây nó vẫn còn sống, nó ngay xác tôi này xuống này. Tôi lốc rồi. À thế à? Tôi lốc crew rồi, nhưng không biết nó có hồi sinh hay không thôi. Không, nó không giáp gì. Đây, thằng trên đỉnh đồi cho anh à. Nếu mà giáp trắng thì là có. Đây này, quay lại. Nó có giáp một hồi sinh của tôi đấy, xung quanh. À, nó có giáp hồi sinh. Đây là tôi anh Tuấn này em này. Từ từ, em đang phải lo cả thằng ở đây nữa, anh hiểu không? Rồi, hai thằng ở đối diện anh. Tức là anh nhìn xuống cái chỗ điểm spawn, xong anh nhìn sang bên kia đồi. Thì sau cái xe ô tô ấy, là hai thằng đó ở đấy. Không, để em chia sẻ màn hình đấy. Em xem. Thằng này hết máu. Kéo có giày xe lần nữa mò được. Cao bắn cương luôn, trời đi bạn. Thôi tôi đang muốn mò gần nó. Đây hai thằng trước mặt em rồi anh ơi. Hai thằng đi với nhau nhá. Bắn từ từ. Tôi hỏng rồi. Lùi đi em ơi. Con đấy bạn. Được. Xong anh ơi. Đi về thằng ở đây đã chạy thằng đấy rồi kìa. Xong rồi. Xong rồi. Thằng ở sau tường này đã chạy ra. Xong hết. Rồi. Xong hết anh. Em clear rồi mà. Quá hay bạn này. Vứt đồ đấy xong rồi. Nhặt đồ hi đã. Không, nhặt đồ bọn nó đi. Nhặt đồ bọn nó nhá, ông nhặt đồ bọn nó nhá. Ở đây. Anh ở dưới đây nhặt anh ơi. Đấy anh ấy còn M4 với là mũ am phơ am thiết này. Đây, cái xác em biết cái đồ. Đỉnh đồi này nhặt chưa? Gì ấy. Nhìn chỗ này cũng ổn này. MyCam này gì? Dễ thắng, em check min 6, MyCam không phải check đâu. Giờ nó không có nhiều tin đâu. Nên cái đồi nó nhìn được. Đâu lên luôn cái đồ này. Đi cái đi, tôi lên luôn đồ này. Mẹ ai cốp lồn này rồi.
Nhìn sơ sơ thì chưa thấy gì nhá. Trên này có, trên này có, trên này có. Vãi cả lâu nữa. Trong kho à? Hai thằng ở... Ờ rồi, ok ok. Nuôi luôn đi, nuôi luôn, nên đổi với anh già, được. Phải nuôi nhỉ? Không có đồ đấy đâu. À thấy kìa, nên đổi tử thần kìa. Ờ đấy. Bắn luôn đi. Bắn tự do. Nốc 1. Hay chung rồi. Nếu gạt được anh già, gạt thằng trên đồi anh à. Mé mé phải phải này anh này, mé phải bên đấy. Anh ta. Anh ta luôn mà. Ừ, ngã chứ. Hả? Đây 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 đây. Ngươi ngươi ngươi. Chỗ chỗ chấm một người, chỗ chấm một người. Ok ok. Bất bao lâu anh nhá. Đi đi. Thấy nó đang có dấu hiệu trực của chạy trái ấy nhá. Vừa thấy nó chạy trái tôi sợ nó sang bên này này. Kìa kìa chạy kìa. Một viên, hai viên, nốc. Kimi, 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 team ấy. Có gì tôi này, gì tôi ở đâu này. Nó lại bắn khẩu swap ấy kia. Thằng vừa bắn tôi là bắn khẩu swap ấy. À rồi, hiểu hiểu hiểu. Ở dọc biên, dọc biên, dọc biên. Tảng đá này hi. MK tảng đá đấy. Dọc biên nhá, có hàng nhá. Đúng tảng đá chấm luôn MK 14. Cứu xong thằng kia rồi nhá. Thêm một viên này, nó chạy trái hi rồi sang đây rồi. Ô lốc tiếp rồi. Ô đủ. Bên đội tử thân, bên đội tử thân. Bỏ góc ấy. Kìa thấy thấy chân đội tử thân kìa, tảng đá này này. Thằng kia chạy kìa chung ơi. Nốc đội tử thân. Hình như nó định mở hướng hi đấy hi. Còn cả đôi tử thần nữa cơ, vẫn MK nhá. Hay. Lốc là gạt. Đúng, Việt Nam lốc là gạt. Rồi ok, góc rồi ok. Rồi tôi vẫn thấy thằng kia, nhưng mà chưa bắn được. Một viên mồm lốc, lốc MK, lốc MK. MK góc nào? Đây, góc này. Không gạt được nhưng mà không biết nó có cầm súng không đâu. Thấy chạy. Ui giáp giáp 5 một viên rồi. Thôi bỏ không sao cả. Nhưng mà chắc lúc ấy nó cũng cất MK rồi. Một thằng tiếp sau kìa. Rồi. Góc tôi chỉ nhìn được trái thôi. Chỉ nhìn được hai thằng ở sườn thôi. Vẫn cầm kìa. MK lốc tiếp. Ê, anh ngồi riêng vòng phải xuống đây. Vòng phải xuống đây. Vòng. Một thằng cây xăng nhá, Vòng cẩn thận nhá, vòng đi. Lốc tiếp MK. Con này à mày nhục thế. MK lốc 3 lần rồi. Anh ngồi riêng đi cẩn thận nhé, đi chỗ đấy là bắn được đấy. Em mà nốc phát là anh gạt luôn nhá. Có một thằng dưới cây xăng nhá. Từ để anh chạy hàng. Anh cứ chạy cẩn thận đi. Ừ cứ đi cẩn thận nhưng mà vòng anh sang bên đấy. Dưới đấy còn một thằng anh nhá, bên này hai thằng dưới một thằng nhá. Dưới đấy một thằng cả khả năng là dưới cây xăng. Nó sẽ ngó ra bên kia và nó sẽ sang chỗ anh bắt anh. Đéo biết thằng bạn tử thần đâu, đồ tử thần đâu. Em nghĩ là anh nên đứng cạnh chung xong rồi. À một thằng chạy lui được kìa, một thằng chạy lui được, một thằng lui về rồi. Một thằng lùi rồi, còn một thằng MK vẫn ở lại thôi. MK chạy kìa. À MK chạy trước rồi, thằng này chạy sau. Rồi, nhà gỗ kìa. Nặc khéo thế. Nhà gỗ nào anh ngồi dưới? Nhà gỗ chỗ gần cây xăng đấy. Vẫn cầm MK bắn là thằng này tính cương thẳng luôn à. À nó bắt tôi, bắt tôi hai thằng góc. Đưa đưa chúng luôn. Cạnh anh chấm đỏ của ai vẫn còn kìa. Chấm đỏ là tôi. Nó vẫn ở đấy à? Ui. Không sao. Tôi đỏ lại còn không? Em không biết đâu, anh mò đi. Không này còn nha. Bắn bình tĩnh không? Một thằng ở đấy. Một thằng kia đó lại chạy lại. Chạy về chỗ anh ngồi dưới ở? Ờ, chỗ cây xăng. Rồi. Sau cây xăng, chỗ đây có điểm. Đéo tâm đấu nữa. Tôi đéo tâm đấu nữa. Bây giờ có góc nào mở sang góc gần đây ngồi riêng đẹp không nhỉ? Tôi muốn vòng về sau đít nó bắn luôn. Đây là nhìn thấy nó, một thằng đây rồi. Bắn tự do hay? Anh bắn được, cứ bắn. Ê, nó ở đây này. Cứu. Đấy không gạt được. Đúng. Hi, để tôi mở sang gần mấy anh trà nhá. Một thằng lại chạy xuống. Ai giả, bạn bắn tôi. Quanh khu chấm đỏ này nhá. Rồi. Tất cả đang tập trung hết vào tôi đấy. Ba thằng nó dồn khu cây xăng đấy.
Nhìn thấy là tôi rồi. Tôi liếc cái nhà gỗ này có thằng nhá. Ba thằng ở đây anh, ba thằng ở quanh khu đấy hết. Chúng tôi cẩn thận, mẹ tôi sợ cái bọn ở trong bệnh viện. Đây em thấy rồi anh ơi, nó chạy trước cây xăng này. Trước cửa cây xăng này, bọn này cảm giác thấy nhỉ. Hay, lốc lốc lốc. Hay rồi. Để mẹ nó chưa kịp rút đấy. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Giết là được, lấy đồ là được. Hay hi ơi. Ngu thế này mà đòi bắt tao á. Từ từ, à từ từ, team nó 4 mà, team nó 4 bình tĩnh. Thằng này nữa, thằng này có giáp hồi sinh. Giết 1, hi giết 1 à? Hi giấm rồi, thế này ít nhất là ít nhất còn 2. Ê, anh ngồi chưa? Sau lưng anh à. Quá non. Sau lưng anh ấy nhá, anh ngồi chưa? Ừ. Ừ. Đây em đang nhìn, em đang nhìn, em đang nhìn. Tôi cần thông tin đúng không? Tôi cần thông tin. Đây đây, sau lưng này một này, đang bò bò. Bò à? Đang nằm trên đồi, hình như định dình rút táp ấy. Ờ rồi, thằng đấy ấy đấy, thằng đấy. Hy vọng rồi đấy, hy vọng rồi đấy, hy vọng rồi đấy. Rồi rồi rồi. Cẩn thận, còn thằng kia xăng nhá, còn thằng kia xăng em từ em hơi mất vị trí đó. Rồi đấy, chưa thấy, rồi đấy, chưa thấy. Nó chạy xuống đây rồi, hình như nó chạy xuống dưới mấy cái mâm tôn. Anh ra, từ anh ra. Anh phải là, nó coi là có hết mà. Từ em xem thằng đấy, tem khác ấy, tem đồ. Tem đấy, tem Trung Quốc ấy. Thế à? Đồ tử thần có một thằng thôi sao ấy. Vừa hai thằng này bắn, một thằng ngã chết, còn thằng đấy. Không, thằng này là thằng team bệnh viện đấy anh. Anh còn nhớ cái lúc anh báo thằng đổi từ thần xong rồi em nốc một thằng ở dưới chân mà. Thôi xuống đấy tôi với. Đây 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 đây, đây. Nhìn anh già này. Rồi lốc lốc lốc. Lốc lốc lốc. Trung Quốc. Team này là cái team mà 4 thằng nó bắt em ấy. Anh để lên gạt lên đi anh, sợ đi á. Cẩn thận, không biết có mấy thằng đâu. Hay. Rồi còn quay lại thằng cây răng. Quay đây. Mấy cái hàng kệ này này. Hi kê đấy đi, hi kê đấy đi. Nào anh giá ơi, chuẩn bị hết độc phát là hai anh em vào. Nào bên phải trước nhá, bên phải. Lên. Chưa. Lên. Không nói nhiều. Đây là M4 này. M4 này. Đây là M4 này. Rồi ra nhặt cả xác bọn Trung Quốc nữa anh ạ. Đây nhặt xác này. Này nai nét này, một đôi 9% này. Ôi mẹ thằng này gớm thế. Cứ bách mà đã. Thằng ở ngoài đấy anh em bắn thì nhát. Để giấu đồ đã. Có ba lô ba thì vứt cho em nhá. Anh có ba lô ba. Hưu đi. Còn...